Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các cấp chính quyền và các phòng chuyên môn đã có rất nhiều những cố gắng, song trong thực tế, công tác quản lý giết mổ, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm thịt lợn trên địa bàn thành phố Hà Giang đang tồn tại nhiều bất cập. Điều này sẽ được phản ánh rõ hơn trong phóng sự sau đây do các phóng viên thời sự thực hiện. 3 giờ sáng, khi toàn thành phố vẫn chìm trong yên tĩnh, thì tại khu vực tổ 13 phường Trần Phú, những tiếng người nói, lợn kêu, tiếng băm chặt của dao thớt, xen lẫn tiếng xe cộ ra vào tấp nập, dường như đã phá vỡ không gian yên tĩnh của những tuyến phố văn minh. Trong căn nhà tôn tạm bợ khoảng 40m², hàng chục người đang giết mổ và vận chuyển lợn đi khắp các chợ thành phố. Đây là điểm giết mổ lợn tự phát tồn tại hàng chục năm nay ngay giữa tuyến phố văn minh. Thứ nhất là cái gây tiếng ồn cho từ 2 giờ đêm cho đến 7 giờ sáng. Thế bây giờ rất là mất ngủ. Nên là người dân chúng tôi cũng rất là mong muốn thôi. Cấp trên là sớm chuyển cái lò mổ xuống dưới cầu Phát thôi. Cho người dân chúng tôi thì sống một cái môi trường sáng xanh sạch đẹp. Và đặc biệt là mổ lợn ở đây nó có 3 cái mà chúng tôi cảm thấy cái lò mổ này vi phạm. Cái vi phạm thứ nhất là đầu tiên là vi phạm về môi trường. Cái vi phạm thứ hai là về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy, cái vệ sinh thứ ba là mất trật tự an ninh, mà đặc biệt là cái vệ sinh an toàn thực phẩm thì nhiều những con lợn là không có được kiểm dịch, không có thú y, chỉ cứ giết mổ tràn lan, kể cả lợn có khi lợn chết cũng đưa ra thị trường để phục vụ bà con người ta. Đấy, cái này rất là nguy hiểm cho cộng đồng. Theo phản ánh của người dân, chỉ tính riêng tại tổ 13 phường Trần Phú đã có 3 cơ sở giết mổ gia súc không phép tồn tại từ nhiều năm nay. Ban ngày thì bắt lợn, nuôi lợn, ban đêm thì giết mổ, vận chuyển. Tiếng ồn, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, nhất là khi trời mưa, đã khiến cho cuộc sống của hàng trăm hộ dân lân cận bị ảnh hưởng rất nhiều. Với quan điểm của chúng tôi là phải có một cái biện pháp nào đấy, để cho thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là môi trường, cái thứ ba là cảnh quan đô thị. Nó phải được có một cái mỹ quan như thế nào đấy, chứ không phải là bản thân nhà tôi ở đây thì là khách rất đông, cũng là khách nước ngoài, khách nước trong. 3-4 giờ sáng người ta phê bình tiếng lợn mổ rồi người nói cứ mầm mầm. Trong vai một người đi mua thịt lợn, phóng viên thời sự đã xâm nhập cơ sở giết mổ lợn trên phố Hà Huy Tập. Trao đổi với những người có mặt tại đây được biết, trung bình mỗi ngày, cơ sở này cũng giết mổ từ 5 đến 6 con lợn. Ngày nhiều có thể lên tới chục con. Sau khi mổ xong, thịt lợn sẽ được đóng vào các túi kín, tiểu thương trực tiếp đến mua buôn hoặc chủ cơ sở sẽ vận chuyển đến một số chợ trên địa bàn thành phố. Ít thì 3 con, nhiều thì hàng chục con. Như vậy mỗi ngày có hàng tấn thịt lợn từ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không được kiểm soát tuồn vào chợ thành phố Hà Giang, trộn lẫn với các sản phẩm thịt lợn được kiểm soát và có nguồn gốc. Cũng từ đó cũng có hàng nghìn người tiêu dùng bị lừa đảo. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, song thành phố Hà Giang không có giải pháp quản lý. Tại chợ trung tâm thành phố Hà Giang, một số lượng lớn thịt lợn mổ tại các cơ sở không phép sẽ được trà trộn với các sản phẩm từ lợn có dấu kiểm định để bày bán, thậm chí còn được bày bán công khai. Theo quy định, trước khi thịt lợn được đưa vào chợ để bán, ban quản lý chợ sẽ kiểm soát sản phẩm có dấu hiệu kiểm dịch chưa. Tuy nhiên, theo ghi nhận, công tác này hiện nay tại chợ trung tâm thành phố đang bị bỏ ngỏ. Hiện tại là cũng chưa được kiểm dịch. Hiện tại ban quản lý chợ là vẫn chưa được kiểm dịch. Bởi vì là xung quanh hai bên đường tổ 8, tổ 9 thì bán rất nhiều, cũng chưa có cái ban ngành chức năng ra để kiểm dịch, cho nên là trong ban chợ có cũng chưa làm được cái chuyện việc đấy. Cái miếng thịt này chị phải có dấu chứ nhỉ? Những lỏng lẻo trong công tác quản lý vận chuyển và kinh doanh thịt lợn trên địa bàn thành phố Hà Giang tiềm ẩn nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời còn gây bức xúc trong dư luận, tiềm ẩn mất an ninh trật tự, tạo sự kinh doanh không bình đẳng giữa các tiểu thương.